xin chào tất cả cô chú chị. Hôm nay em sẽ đổi phương hướng. Hôm nay em sẽ đi câu lịch nha cô chú chị. Thì sáng thì em có đi ra biển bắt ốc búa, nhưng mà hồi sáng bắt ít quá. Thì bây giờ em về dọc đường em ghé đây là em câu lịch nha. Tới đây thì em phát hiện một hang lịch đầu tiên, để em quay cho cô chú chị mình xem nhé. Hang này nãy giờ câu nó không ăn rồi, em sẽ đi kiếm hang khác nha. Đây tiếp tục hang tiếp theo. Xem coi kết quả như thế nào đấy. Câu nãy giờ sao mà chết chết không? Câu sao mà được để xuống ăn mới ham. Còn câu mà để câu hoài không thấy ăn nó chán lắm. Chẳng lẽ là bữa nay thất bại sao? Trước đây là cũng một thời câu lịch cũng có tiếng lắm đó. Mà hôm nay câu sao mà quá chỉ chết luôn. Có lẽ là thời tiết lạnh quá hay sao? Hôm nay mà câu không có thì vài hôm nữa em sẽ làm một buổi đi cắm lịch cho cô chú anh chị mình xem nhé. Hang này mà nếu như dính là gì thì bị khủng luôn nè. Nay đi bắt ốc cũng chết. Bắt ốc được có 4 con ốc thôi. Về ghé đây câu lịch. Mà tình hình này chắc cũng không xong nữa. Hy vọng là dính 1-2 con cho đỡ quê, chứ câu kiểu này quê lắm. Hàng này cũng không có, em dời hàng khác luôn nha. Đi tới hàng này thì im lắm đây, nhưng mà không biết là thế nào đây. Cái hàng này thì im lắm. Ôi chết rồi. Hồi nãy giờ thì câu lịch cũng lâu lắm rồi cô chú anh chị, mà câu không được con nào hết chứ. Giờ em sẽ đi thăm lưới cho cô chú anh chị mình xem cho đỡ buồn nhé, cho nó đỡ nhàm chán. Hồi nãy thì em có đi giăng mấy tay lưới trước khi câu lịch thì em có giăng mấy tay lưới để em đi thăm lưới coi nó dính được nhiều không nha. Còn nếu không có nữa là clip này em giấu luôn nha cô chú anh chị. Mà hôm nay mà không có nữa là buồn lắm luôn. Không có, câu lịch cũng không có, mà trong lưới thì có chứ không có thì chịu nhịn đói, không có gì ăn luôn. Không phải là nhịn đói mà không có đồ ăn. Cá phi này cũng tuy rằng nó ú nhưng mà không được bự lắm. Thì em giăng lưới 6 phần lỗ nha. 6 phần có, 7 phần có. Lúc này thì lưới 6 phần. Đẳng lúc thì mới lưới 7 phần. Tại vì hai tay em tối chung rồi. Ủa, còn
dài lên dài kiểu này thì nói chung thì đồ ăn thì cũng ổn. Có con này hơi nhỏ. Cũng được quá nè. Cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả là của em thu nhập hôm nay chỉ được như cá phi đây thôi nha, còn những món khác thì thất bại hết. Em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo sau nhé.